Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi các bạn bài đánh giá chi tiết sản phẩm giá rẻ của HTC với tên mã là Design 210. Đầu tiên là về phần thiết kế, như các bạn có thể thấy ngay lập tức là nó có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn, có thể nằm vừa trong lòng bàn tay của mình. Nó sẽ có thiết kế vát ở cả bốn cạnh mặt trước, giúp cho đẩy cái màn hình lồi lên, và mặt sau thì cũng được làm cong bằng chất liệu nhựa. Thiết kế này rất là tương tự, gợi nhớ cho mình đến một số những cái thiết bị mà HTC đã sản xuất trước đây, từ cái hồi mà những cái máy còn đang chạy hệ điều hành Windows Mobile. Cùng với đó thì HTC 210 sẽ có cái dải loa màu đỏ nằm ở phía trên cùng, rất là nổi bật trên cái màn hình màu đen này. Như vậy là về phần thiết kế thì HTC 210 nó sẽ đem lại cho người dùng cảm giác rất là thoải mái khi mà cầm nắm ở trong tay, và tất cả những cái phím cứng cũng như là những cái cổng kết nối đặt ở vị trí rất hợp lý, thuận tiện cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Màn hình của HTC 210 thì nó sẽ sở hữu một cái màn hình giống như những cái máy cùng phân khúc khác, là màn hình về tấm nền TFT. Góc nhìn của nó thì không thực sự là tốt, khi mà chúng ta nghiêng qua nghiêng lại thì sẽ bị mất đi chi tiết cũng như là màu sắc sẽ bị biến đổi. Nhưng mà bù lại thì với cái màn hình TFT này, nó sẽ hiển thị màu sắc rất là tốt nếu như mà các bạn nhìn ở cái vị trí trực diện với nó. Ở đây mình có một số cái tấm hình để có thể nhận xét về cái phần màu sắc màn hình này cho các bạn. Đầu tiên là cái phần màu trắng. Màu trắng ở trên cái bông hoa này nó hiển thị rất là tốt, nó hiển thị được rõ ràng giữa những cái tông màu trắng khác nhau, chứ không phải là màu trắng hoàn toàn. Ngoài ra thì một số những cái tấm hình khác mà có nhiều màu sắc thì mình cũng rất là ấn tượng với cái màn hình TFT này, khi mà những cái màu sắc của nó hiển thị rất là trung thực, nó không bị quá nịnh mắt như một số những cái màn hình AMOLED. Và bên cạnh đó thì những cái mảng màu của nó hiển thị cũng rất là rõ ràng, nó mảng màu nào ra mảng màu đấy, nó sẽ không bị bệt màu cũng như là không bị mất chi tiết của chúng ta, rất là tốt. Mặc dù bù lại cho cái góc nhìn còn hạn chế của cái màn hình TFT này. Cấu hình của thiết bị 210 này thì nó cũng khá là thấp, khi mà máy chỉ sở hữu cái con chip là MediaTek 2x1GHz và với bộ nhớ RAM là 512MB. Thì với bộ nhớ RAM 512MB này thì các bạn sẽ thường xuyên là gặp phải cái tình trạng là chúng ta dùng đa nhiệm và chuyển đổi qua các cái ứng dụng thì nó sẽ phải mất khoảng một vài giây để có thể load lại được. Thì đây chính là một cái nhược điểm chung trên những cái thiết bị máy giá rẻ mà sở hữu bộ nhớ RAM ít. Tuy nhiên thì với cái con chip xử lý này, mình cũng rất là ngạc nhiên khi mà nó có thể chạy tốt những cái bộ phim với độ phân giải HD 720p. Và bên cạnh đó thì cũng rất là ấn tượng khi nó còn có thể cài và chạy tốt được cả game Advance 8. Game Advance 8 khi mà mình cài xong thì ngay lập tức là nó sẽ nhận cái mức đồ họa ở mức medium. Đây cũng là mức khá là cao và máy có thể chơi tốt. Tuy nhiên trong quá trình chơi thì sẽ có một chút cái độ trễ mà các bạn có thể nhận ra. Và nếu như mà muốn chơi cái game này mượt hơn thì các bạn có thể giảm cái độ phân giải của, thì các bạn có thể giảm cái mức đồ họa này xuống cái mức là mức lâu thì nó sẽ chơi tốt hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử chơi game Advance 8 ở trên sản phẩm giá rẻ HTC Design 210. Có thể thấy là cái thời gian load game thì cũng không quá lâu. Và đây là cái trò Advance 8 khi mà đang để ở cái mức đồ họa là medium. Các bạn có thể thấy là nó vẫn có thể xử lý tốt những cái hiệu ứng đồ họa ở trong game, không cảm giác là nó bị lag nhiều lắm, chỉ là thỉnh thoảng thì nó sẽ tạo cho bạn cái độ trễ nhất định thôi. Và cũng khi mà các bạn chơi game này thì bạn sẽ nhận rõ được cái nhược điểm của cái màn hình TFT, là khi chúng ta nghiêng sang hai bên thì chi tiết rất là khó để nhìn. Và tốt nhất là các bạn nên nhìn trực diện vào cái màn hình này thì nó sẽ đem lại màu sắc cũng như là hiển thị được những cái chi tiết tốt nhất. Còn lại thì hiện nay HTC Design 210 đang được chạy cái giao diện Xen rút gọn và vẫn có cái giao diện Blink Fit cho các bạn để cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi, và mọi những cái thao tác cơ bản ví dụ như là gọi điện, nhắn tin hay là lướt web nó đều có thể đáp ứng tốt và rất là nhanh chóng, không tạo ra cái độ trễ. Và đây là điểm mà mình rất là muốn khen cái hãng HTC. Hầu hết những cái sản phẩm mà mình từng dùng qua của HTC, dù ở mức cấu hình nào thì hãng cũng tối ưu rất là tốt giữa cái phần mềm và phần cứng của máy để cho thiết bị cho ra những cái hiệu năng tốt nhất, từ những cái thao tác cơ bản nhất cho đến những cái thao tác cần sử dụng nhiều tài nguyên đến bộ xử lý đồ họa cũng như là bộ xử lý CPU. Camera của thiết bị này thì với một thiết bị giá rẻ mà lại được trang bị đầy đủ cả hai camera cũng là một điểm đáng khen với HTC 210. Camera chính của máy với độ phân giải là 5 megapixel và camera phụ thì là độ phân giải VGA. Thì camera chính cũng sẽ được trang bị rất là nhiều những cái tính năng chụp ảnh hay, ví dụ như là nhận dạng nụ cười, chụp ảnh toàn cảnh panorama, chụp ảnh HDR, và ngoài ra còn cho chúng ta cài đặt một số những cái tùy chỉnh khác. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cả hai cái camera này thì mình đánh giá cái chất lượng của nó đạt chỉ ở mức trung bình mà thôi. Điều này cũng khá là dễ hiểu đối với một cái máy ở tầm phân khúc máy giá rẻ. Camera chính của máy thì cũng chỉ dừng lại ở một cái camera có tiêu cự cố định, và đánh giá chung cả hai camera trước và sau nó sẽ chỉ ở nhu cầu là đủ dùng cho các bạn có thể lưu lại những cái khoảnh khắc trong khi mà cần thiết.
Thêm một điểm hạn chế nữa ở trên HTC 210, và có lẽ là nhiều bạn sẽ thấy khó chịu khi mà lần đầu tiên sử dụng cái thiết bị này, đó là ba cái phím điều hướng ở đây được in chìm dưới cái lớp kính màn hình này, rất là khó để nhận biết, đặc biệt là ở những cái nơi thiếu sáng, và nó lại không được trang bị đèn nền, nên các bạn có lẽ là sẽ phải mất một vài lần thao tác thì chúng ta mới có thể quen được. Và nhân đây thì mình cũng nói luôn là phím bên ngoài cùng bên tay trái nó sẽ là phím back, tiếp theo là phím home, và cuối cùng là phím và cuối cùng sẽ là phím menu. Và để có thể truy cập vào trình đăng nhiệm thì các bạn sẽ phải giữ phím menu một lúc thì nó sẽ ra trình đăng nhiệm cho các bạn. Sản phẩm này của chúng ta đang sở hữu một viên pin với dung lượng là 1300 mAh, thì đây là dung lượng khá là thấp so với những cái điện thoại Android. Mình đã thử nghiệm xem video liên tục trong vòng 1 tiếng xem qua wifi YouTube với độ sáng màn hình là 100%, thì sau 1 tiếng đó thì máy đã tiêu tốn hết khoảng 30% pin. Như vậy là với viên pin này thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể là xem từ 1 đến 2 bộ phim trọn vẹn ở trên chiếc điện thoại này. Nhưng mà nếu mà để có thể sử dụng được thoải mái trong vòng 1 ngày, có lẽ là các bạn sẽ cần phải đến 2 lần sạc pin. Và như vậy là mình đã gửi các bạn bài đánh giá chi tiết về sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ đến từ HTC là Design 210. Nếu như mà so về cấu hình của chiếc máy này với một số những cái thiết bị khác cùng phân khúc, ví dụ như là Zenfone 4, thì có thể nói là nó sẽ thua toàn tập. Tuy nhiên bù lại nó cũng có một số những cái điểm mạnh mà chúng ta cũng phải công nhận, đó là thiết bị này có một cái thiết kế rất là chắc chắn, trẻ trung và cầm nắm thoải mái trong tay. Các bạn quan tâm thêm chi tiết về sản phẩm có thể truy cập thêm vào trang web saphonet.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.